thử trang 400 mấy. Ở đây chắc là vì có cái tiếng quạt máy nó hơi ồn, nhưng mà không mở quạt thì nó hơi nóng, thành ra quý vị chịu khó nghe cái tiếng nó hơi ồn một tí do tiếng gió phải không? À, trang 475. Phần 10.2.4 là mèo dịch. Ở đây đó là một số mèo dịch câu ứng dụng để lấy làm tiêu chuẩn. Thì bây giờ mình sẽ đưa từng phần một. Mèo dịch ở đây tức là những cái kinh nghiệm đời người ta truyền lại cho mình để khi mình dịch kinh Pali đó thì mình sẽ có cái việc cách dịch nó sẽ thuận tiện hơn. Thì thứ nhất là phải dịch tiếng chủ từ trước rồi mới đến động từ, sau mới đến tục từ. Thì ví dụ như là iti odanang pachati thì đầu tiên mình phát định chủ từ, iti là người đàn bà, đến động từ pachati là nấu và odanang ra tục từ là cơm, vậy cả câu này là người đàn bà nấu cơm. Puriso rukhang chindati, puriso là người đàn ông, chindati là đốn chặt và rukhang là cây, à, người đàn ông đốn cây. Câu mà có thuật từ là động từ mình lệnh cách, trong ý nghĩa truyền lệnh đôi khi được dịch trước cũng có, ví dụ ehi vikhu, à, hãy đến, hỡi vị tỳ khưu, thì dịch động từ trước. Ayama ananda vesalin gachesama, ayama là hãy đi, hỡi ananda chúng ta sẽ đến vesali. Thì chữ ayama này nó ở trong cái dạng mình lệnh cách và động từ, cho nên mình dịch trước rồi cả câu kia mình dịch sau, chủ từ mình dịch sau. Thứ ba đó là trường hợp có thành phần khoảng trương cái từ ngữ nào thì nên dịch phần ấy tiếp theo cái từ ngữ đó. Ví dụ mayhang balava hata tikkinena pharasuna mahantang rukhang chindi. Mayhang là của tôi, balava là mạnh khỏe, pata là người ăn, tích kỵ nền á là đi ra từ cái động từ từ kích, tích kỵ nã là sắc bén, pharasu pharasu là cái chiếc búa, pharasuna là bởi chiếc búa, tức là cách số 3 sử dụng cách. Chữ tích kỵ nã cũng vậy, đổi thành tích kỵ nền là sự dắt sử dụng cách, cũng là cách số 3. Ma hành tăng rút khăn chín đi, chín đi là động từ chặt, à, rút khăn là cây, vậy ma hành tăng là lớn. Thì ở đây đó mình thấy là có ba danh từ mà mỗi danh từ thì đều có cái phần mở rộng để mà bổ nghĩa thêm cho nó. Ví dụ chữ pata là chủ từ đó, à, thì nó có cái chữ mayhang balava là cái phần gọi là phần khoảng trương của nó, mở rộng cho nó. Như vậy pata là người ăn, à, balava là lực lượng, mayhang là của tôi. Thì như vậy đấy, từ nào á, mà nó bổ nghĩa cho từ đó thì nó phải đi liền theo sau từ đó. Rồi chữ pharasuna là bởi bởi chiếc búa, thì thêm cái chữ sắc bén, nó phải chữ sắc bén phải đi bên cạnh chữ búa. Rồi á, cái cây lớn thì chữ nó cái chữ lớn nó cũng phải đi liền với chữ cây ha. Và thì như vậy cả câu này mình dịch là người ăn lực lượng của tôi đã đốn cây lớn bằng chiếc búa sắc bén. À, điều thứ tư là thành phần khoảng trương cho thuật từ, nếu là tiếng tràng từ hay là từ ngữ có ý nghĩa chỉ thời gian mà đặt ở đầu câu hay đầu mệnh đề thì dịch trước tiên đối với câu hay mệnh đề đó. Ví dụ asa te nagarang gacchanti parasuve aham bi gacchami. Asa là hôm nay, nào là trạng từ chỉ thời gian, cái nên khi nào đặt đầu câu thì mình cũng dịch nó trước luôn. Sau đó mình mới xác định là động chủ từ, t là họ, động từ là gacchanti là đi, đi đến, và Nagarang là thành phố. Parasuve, chữ suve là ngày mai, mà parasuve là ngày mốt. Ahampi, ahang là tôi, pi là cũng, và gacchami là đi. À, như vậy hôm nay á, họ đi đến thành phố, mà ngày mốt á, thì tôi cũng đi. À, ví dụ tiếp theo tena samayena butto bhagava urubela yang viharati.
À, tên á, Samayen á, chữ tên nó đi ra từ chữ ta, ta là đó, Samaya là thời. Như vậy chỉ ở sử dụng cách mình dịch là tên là Samayana là vào thời đó. Buddho Bhagava, Đức Thế Tôn, Bậc Giác Ngộ. Uru Vela Yang Viharati, trú ngụ tại Uru Vela. Uru Vela là cái xứ, tên của cái xứ mà ngày xưa bây giờ gọi là Bồ Đề Đạo Tràng đó. Thì cái chữ tên á, Samayana á, này đó, nó là tràng từ chữ thời gian đặt ở đầu câu, cho nên khi dịch mình cũng dịch nó trước chủ từ. Vipassi dasa balasa kalasmin hi mahe ka sataka brahmano nama ahosi. Vipassi là tên của Đức Phật. Vipassi mình hay dịch là tỳ tỳ bà thí đó, phiên âm. Dasa là 10, ba la là lực. Nên vì vậy là dasa ba la là bậc thập lực, mà bậc thập lực là chỉ cho Đức Phật. Và ở đây dùng chữ asa là dùng chia cho cách số. Cách số 6 là sở thuộc cách. Kalasmin là vào thời, vào cái chữ kala là thời gian hay thời kỳ, mà chia về chữ kasmin có nghĩa là cách số 7, là vào thời kỳ của đấng thập lực Vipassi. Mahesa Brahmano tức là Nama Ahosi. Ahosi là có, Brahmano là người Bà La Môn, Nama là tên, và Maha Kesataka là tên của vị đó. Thì cả câu này có nghĩa là vào vào thời kỳ đấng thập lực Vipassi. Ở đây có thêm chữ hi nữa là thật thế. Có người Bà La Môn tên là Mahe Kasataka. Thứ năm là thành phần khoảng trương cho thuật từ, nếu là tiếng tràng từ hay là từ ngữ có ý nghĩa chỉ nơi chốn mà đặt ở đầu câu hay đầu mệnh đề thì cũng nên dịch trước tiên câu hay mệnh đề đó. Ví dụ tat tha a yang raja su khang di vi, tat tha là tại đó, a yang là này, raja là nhà vua, su khang là an lạc, và chi vi, chi vi đi ra từ động từ chivati là sống. Và như vậy cả câu này là tại đấy Đức vua này đã sống an lạc. Ví dụ nữa là Anyatare Janapade Manavo Setiputo Ahosi. Anyatare là nào đó. Janapade là đi ra từ chữ Janapada là quốc độ hay là xứ sở. Và đây là chỉ ở cách số 7, cho mình dịch là tại cái xứ nào đó, tức là mình chữ nào đó thì nghe là không có thuần, mình dịch là tài xứ nọ, tức là chỉ không có chỉ rõ đích danh, chỉ nói là một xứ nào đó, một xứ nọ thôi. Manavo là chàng thanh niên. Ahosi là Seti Puto, Seti là ông trưởng giả, Puto là con trai, và Ahosi là Như vậy là tài xứ nọ có chàng thanh niên là con trai của ông trưởng giả. Thứ sáu là trong câu có nhiều tiếng bất biến quá khứ phân từ thì phải dịch theo thứ tự trước sau. Ví dụ so mata pitaro tatha vivarante pi chora sabdang karonto kore kotte toa mare toa atavijang kipitoa pachagami. Thì ở đây mình thấy đó là một loạt những cái từ này gọi là bất biến quá khứ phân từ có chữ toa toa đó. Thì một loạt như vậy thì mình phải dịch theo thứ tự trước sau, cái nào xảy ra trước nó xuất hiện trước thì mình dịch trước, nó xuất hiện sau mình dịch sau. So là ông ta là người đó. Mata Pitaro là cha mẹ. Tatha là như thế. Vivarante pi, quý vị chờ cho chụp để đi ly pha lên nước cho đã nghe. À,
À, rồi trở lại. À, tạ tha là như thế. Vi va ran te pi. Chô ra sát đăng ca rôn tô. Cốt tê toa. Ma re toa. A ta vi yang. Khi pi toa. Bát cha gà mi. À, rồi ở đây đó, cái câu này nó rất là nhiều động từ. Bây giờ động từ chính của nó đó vivarantepi, thì mình có cái chữ vivaranta. Vivaranta là kêu gào. À, như vậy matapitaro tatha vivarantepi là dù cha mẹ có kêu gào như thế. Chora sát đăng, chora là tên cướp mà sát đăng là tiếng, caronto là làm. À, vẫn làm tiếng kẻ cướp, kiểu tiếng kẻ cướp tức là có cái danh tiếng kẻ cướp đó. Cốt tê toa, cốt tê toa đi ra được động từ là cốt tê tí, là đánh chổi bụi. Ma rê toa là đi ra từ chữ ma rê, ma rê tí là giết, ma rê toa là giết chết. Atavi yang, chữ atavi là rừng, atavi yang là trong rừng. Khi pi toa đi ra từ động từ là khi pati là ném, à, khi pi toa là ném vào, và pachagami là trở về. Như vậy cả cái câu này đó thì mình thấy rằng cái động từ chính nó là pachagami, người ấy. À, là dù cha mẹ kêu gào như thế thì vẫn làm tiếng kẻ cướp rồi đánh túi bụi giết chết xong ném trong rừng và trở về. À, ở đây đó thì mình thấy nguyên cả một loạt cốt tê toa, ma rê toa, khi pi toa thì cứ theo tuần tự. À, là cô tê toa là đánh túi bụi, ma rê toa giết chết, à, atavijan khi pi toa là ném vào trong rừng, và cuối cùng động từ chính là trở về và trở về. Qua vị câu có cái cách thứ bảy đó là trong câu mà có từ vị biến cách là, hay là nguyên mẫu đó, vì là bộ túc từ cho động từ nên nó phải dịch sau động từ. Ví dụ tê măng đắc trung na sắc côn tí, tê là họ, na sắc côn tí là không thể thấy, không thể, đắc trung là thấy và măng là tôi. Như vậy cả câu này là họ không thể thấy tôi. Căn nhà phan đà ni kỳ ni tùng a pa năng gắt chi, căn nhà là cô gái, gắt chi là đã đi, a pa năng là đến chợ, kỳ ni tùng là để mua, và Pandani là hàng hóa. Như vậy cả câu là cô gái đã đi đến chợ để mua sắm hàng hóa. Vatthaki ghe hăng ca tung ta ru ni chê toa ni si đi toa ô đa năng phun chi. Chữ Vatthaki có nghĩa là người thợ mộc. Ghe hăng ca tung ta ru ni chê toa. À, thì ở đây mình thấy là có nhiều động từ lắm. Chê toa là một ha, taruni chê toa, taru taru á, là gỗ, và chê toa, à, đi ra từ động từ chín đã ti đó, thì chê chê toa là sau khi chặt gỗ, chặt cây là ghe hăng ca tung để làm nhà. Là như vậy người thợ mộc sau khi đã chặt cây để làm nhà. À, ni si đi toa là đã ngồi xuống, ô đã năng phun chi và ăn cơm. Chữ phun chi là quá khứ của động từ phun cho ti là ăn, ô đã năng là cơm, nhưng phun chi là ăn cơm. Như vậy là người thợ mộc sau khi đặng gỗ để cất nhà đã ngồi xuống và ăn cơm. Tiếp theo thứ tám đó là phần lớn những tiếng liên từ được dịch dẫn đầu câu hay là mệnh đề. Ví dụ sa chi toán vô năng kỹ này già si a hằng viết kỹ này già mã. Sa chi là nếu, toan là ăn, vô năng là con bò, kỹ này già si là mua, a hằng là tôi, viết kỹ này già mỹ là sẽ bán. À, như vậy cả câu là nếu ăn mà mua con bò thì tôi sẽ bán. A tha khô anh nhát ra đề và ta áp phích căn ta giá rất tì giá áp phích căn ta văn là kê và là cắp bằng chế ta văn năng ô pha xê tòa dê nắp phá gà ba tê nó có sẵn tâm ý. Thì câu này đó là nguyên cái đoạn này là mình đọc là rất là nhanh, là vì đoạn này là nó quá thuộc lòng rồi, trích từ trong kinh Hạnh Phúc á, Mangala Sutta. Câu này thì chỉ cần nhìn chữ đâu là có thể đọc cả câu được ha, vì nó là kinh tụng hàng ngày của chùa.
Atha-khô là lúc bấy giờ, Anyatara là nọ hay nào đó, Devata là một vị trời, Avikantaya là thù thắng, Ratiya là nửa là đêm. Mình thấy có cái chữ Avikanta nó xuất hiện nhiều lần ha, chữ Avikantaratiya đó là quả nửa đêm. Mà cái chữ quả đó, chữ Avikanta là quả, thì bây giờ Avikanta mà đi về Rati là đêm á, thì là trở thành là quả nửa đêm. Khi đêm đến, Avikantavana, chữ Vanna là giống sắc, nước da, và Avikanta là thù thắng. Bởi dung màu thù thắng, Kevalakappan là toàn thể, Jetavana là tịnh xá kỳ viên đó ha. Jeta là tên của thái tử Jeta, Vana là rừng, rừng của thái tử, thì mình dịch là kỳ viên. Chữ kỳ Jeta là người ta phiên âm ra kỳ đà đó. Opaseto là chiếu sáng. Yena Bhagavate Nupasankami, chữ Yena đi về chữ Tena là chỗ, chữ, nơi mà Bhagava là Đức Thế Tôn, Upasankami đã, Upasankami là đến gần, đến hầu. Thì cả câu này là bây giờ một vị trời nọ dũng sắc thù thắng, khi đêm đến rồi bèn chiếu sáng toàn vùng Jetavana và đã đến hầu Đức Thế Tôn. Thì ở đây thì chỉ có đưa cái này ấy, là chỉ nói cái chữ mình đây Athakho đi đầu câu thôi à, nhưng mà cái câu này thì khi mình tích trích như vậy thì mình lại học được một câu kinh. Một số giới từ cũng được dịch dẫn đầu câu hay mệnh đề, ví dụ so puna divasato paputi therang nichakalang attano gahare patta visakha karanata. Câu này đấy bữa hôm trước mình học mình cũng đã dịch có một lần rồi. Bắt đầu từ ngày hôm sau, puna divasato là ngày hôm sau, người ấy đã thỉnh cầu vị trưởng lão về việc thọ thực tại tư gia của mình vĩnh viễn. Chữ vĩnh viễn ở đây là cái chữ nichakalang, thường xuyên lâu dài. Attanogare là trong nhà của người đó. Patta visakha karanathaya, patta là cái này là thọ thực, và nichakalang là vĩnh viễn. Như vậy cả câu này bắt đầu từ ngày hôm sau, người ấy đã, chữ số đó là người ấy, gia chi là thỉnh cầu, người ấy đã thỉnh cầu vì trưởng lão về việc thọ thực tại tư gia của mình vĩnh viễn. Ví dụ như là na me ditto iteo pape, trước đây thì tôi không, na me ditto, ditto là sự thí kiến, sự thấy biết, ito chữ pape là trước đây, na me là không có, na là không có, mê là cho tôi. Vậy trước đây tôi không có được thấy, hay là trước đây sự thấy không có hiện lên, khởi lên cho tôi. Số 10, câu ở thể nghi vấn có khi dùng tiếng nghi vấn tràng từ, có khi là nghi vấn tĩnh từ, hoặc là nghi vấn phân từ. Tiếng nghi vấn tràng từ trong câu khi đôi khi được dịch sẵn, dịch dẫn đầu hoặc là sau tùy theo. Ví dụ kasma toan năng paharo, kasma là tại sao, toan là anh, paharo là đánh, và năng là nó, tại sao anh đánh nó. Kuto agato si, kuto là từ đâu đến, từ đâu, và agato là đến, si là dùng cho ngôi thứ hai, anh từ đâu đến. Ahang katha vasisami, ahang là tôi, katha là ở đâu, và vasisami là sẽ sống, tôi sẽ sống ở đâu. Tiếng nghi vấn tĩnh từ ở trong câu thường được dịch sau tiếng mà nó phụ thuộc, nhưng cũng có khi dịch trước. Ví dụ tattha katamo rupakantho, tattha là ở đây, katamo là thế nào, mà rupakantho, mình có chữ rupa là sắc, kantho là uẩn, hai chữ này cộng lại rupakantho là sắc uẩn. Tattha katamo rupakantho, ở đây sắc uẩn là thế nào. Avuso imang te ma sang kati hi iriya pathe hi viti na me satha. Avuso là thưa hiền giả, imang te ma sang là te ma sang, te là ba, ma sang là tháng, imang te ba sang là trong ba tháng này, kati hi là với bao nhiêu,
Iriyapatha là oai nghi, và đây là chia cách số 3 số nhiều, thành ra là Iriyapatehi là với mấy oai nghi. Viti Namesatha là trải qua. Như vậy cả câu này là thưa chư hiền, các vị đã sẽ trải qua 3 tháng này với mấy oai nghi. Rồi tiếng nghi vấn phân từ thì thường được dịch sau hết câu, ít khi dịch trước. Ví dụ Pu Pasatha nu tumhe Pikkhave Amon Mahantang Akikantang. Pikkhave là này chữ tỳ khưu, tumhe là các ngươi, Pasatha là thấy, Amon là kia, Mahantang là lớn, và Akhi Akhi là lửa, Khantang là đống, à đống lửa. Như vậy mang man mahantang agikantang là đống lửa, đám lửa to. Amon là kia, à, như vậy này chư tỳ khưu, các ngươi có thấy đám lửa to kia không? Kachi nu kho hằng sunyagare api ramami ti. Nghĩ rằng ta có thích nơi tĩnh lặng chăng? Cách chi, à, cách chi là chăng, à, cách chi nu khô a hăng, khô hăng tức là khô a hăng, a hăng là ta. Sunyagare, sunya là trống, à, chỗ trống. Apiramami, à, apiramati là thích. Thì cả câu này là nghĩ rằng ta có thích nơi tĩnh lặng chăng? Nanu te putena mahata kundalina maji matnang pasade tua sakye nipatta thavo kathito. Nanu là có phải chăng, te te putena mahata kundalina maji matnang pasade tua sakye nipatta thavo. À, ở đây à, nanu là phải chăng, te putena ma di ma năng pa sa đề toa sắc ghê nít bát tạp pa vô các thị tô. Câu này đang để phạt xác định chủ từ ở đâu. Ở đây đó, mình có cái danh từ chủ từ á, là Nibbata Phavo. Phavo là sự tái sanh. Nibbata Phavo là sự kiện tái sanh. Sắc kê là vào cảnh trời. Ba sa đề toa ở đây chẳng cái chữ cá thi tô đó đi ra từ động từ cá thi tí là nói, cá thi tô là đã được nói. Ma di ma năng pa sa đề toa, mạng năng là cái ý, bạn sa đê to là hoan hỷ, bạn mạng di là nơi ta. T là của ông, Putena là con trai và Mattha Kundalina là tên. Thì cả cái câu này đó thì chỉ có cái chữ Nanu á, là gì? Ở đây là từ từ nghi vấn, phải chăng sự kiện tái sanh vào cảnh trời, sự kiện tái sanh vào cõi trời tức là sakye nipatta phavo đó, do đặc tình tịnh nơi ta là ma di ma năng và sa đề toa đã được nói lại là kathito bởi matha kundalina con trai của ông te putena. Đấy, đó là cách dùng số 10 đến số 11. Thưa, trường hợp câu hay mệnh đề mà có tiếng hô khởi ngữ
là tiếng giao tháng tư hoặc là từ ngữ khô cách thì dịch tiếng ấy trước hết cũng được. Ví dụ amma ta ta asu katane nama tumha kang nhà tất cả agamanang pachasin santi mayang tatha gamisami. Amma ta ta amma là mẹ, ta ta là cha, như vậy amma ta ta là thưa cha mẹ hay là thưa song thân. Asukathane nama tumha kang nhà tất cả agamanang pachasin santi mayang tatha gamisami. Thưa song thân, ở tại nơi kia những quyến thuộc của các ngài đang trong đời sự lai vãng, đang trong đời sự lai vãng, chúng ta sẽ đi đến đấy. Thì bây giờ mình sẽ phát hiện từng cụm một. Âm âm mát ta mát ta ta là thưa song thân. Asu katthane nama tum ha căn nhà tất cả vì chơi chút ha, mình đang muốn tra cái chữ asukatha này, asukat Asuka có nghĩa là như vậy thôi. Không hiểu sao tối nay đây mình cứ ngồi là cứ bị ngã phôi thân ra, đọc một câu là phải bị dừng lại uống thuốc làm sao á, mà mới 8 giờ rồi mà ngồi là ngạo thân đã tới nó dài mà cứ phải dừng lại, quý vị thông cảm nghe. Amma ta ta asukathane nama tumha kang nhà tất cả agamanang pachasin santi mayang tatha gamisami. Bây giờ mình sẽ dịch từng chữ câu từng câu lại ha. Amma ta ta là chứa cha mẹ. Ở tại nơi kia là Asukathane, Asuka là như vậy, Thane là nơi, Asukathane là ở tại nơi kia. Tumha kang nyataka, nyataka là quyến thuộc, tumha kang là của các ngài, quyến thuộc của các ngài. Agamanang là sự lai vãng, pacca sinh santi là trong đời, ma văn là chúng ta, tất tha là đó, ở đó, và gamisami là hãy đến, sẽ đi đến. Như vậy cả câu này là thưa song thân, ở tại nơi kia những quyển thuộc của các ngài đang trong đời sự lai vãng, tức là sự thông điển đó, thì chúng ta sẽ đi đến đó. Ở đây đó là gì, tiếng hô khởi ngữ, thưa song song thân, nó đặt đầu câu, mình cũng dịch đầu câu luôn. Hoặc là gahito no sami choroti. Sami là thưa ông chủ. Gahito đã bị bắt được. No là chúng tôi hoặc là bởi chúng tôi. Choro là tên trộm. Ti Choro ti. Như vậy là thưa ông chủ, kẻ trộm đã bị chúng tôi bắt được. Tiếp theo số 12 là trong câu hay mệnh đề mà có tiếng cảm thán từ thì có thể dịch tiếng ấy trước, ví dụ achi văn vata yang kayo patavi athisesati. Thì cái chữ mình có cái chữ vata là ôi quả hay là quả thật, achi răng là không bao lâu, ayang là này, kayo là thân, patavin là trên mặt đất và athisesati là nằm xuống. Như vậy cả câu này là ôi không bao lâu nữa thân này sẽ nằm xuống đất, câu quảng vô thường đó. Đây là cũng câu kinh tùng ở trong kinh tùng câu siêu tiếng Pali, là từng những bài này. Ví dụ nữa là apasmin pi
sa hu đa năng api cha sattaya vi sa hu đa năng. Chữ sa hu này thế nó cũng đồng nghĩa với chữ sa thụ là tốt thay. Appasmin, mình có cái chữ appa là thiếu thốn, mình chia với cách số 7, appasmin là khi thiếu thốn. Đa năng là sự bố thí, api là cũng, cha sattaya là với lòng tin, pi là cũng, asahu là lành thay, và đa năng là bố thí. Như vậy cái câu này á, nói ý nói rằng là apasmin sa hữu đa năng api cha sattaya pi sa hữu đa năng là tốt thay sự bố khí thiếu thiếu khi thiếu thốn, và lành thay sự bố thí với lòng tin. Đây là hai cái sự bố thí mà nó thu thắng đấy, bởi vì khi mà mình thiếu thốn mà mình bố thí được thì cái điều bố thí đó nó mới cao thượng, và mình bố thí với lòng tin, mình tin vào nhân quả mình bố thí. Thì đó là cái câu ví dụ có dùng cái chữ cảm thán từ, ở đây trong trường hợp này là chữ sa hữu. Bây giờ tiếp theo số 13 là trường hợp trong câu hay mình đề có cả tiếng hô khởi ngữ cùng tiếng cảm thán từ thì dịch tiếng cảm thán từ trước tiếng hô khởi ngữ cũng được. Ví dụ sa thu kho sama sarathi papachito nama. Sa thu là lành thay, kho là từ đệm thôi, sama là này này ông phu xe, sarathi papachito nama. Cái chữ Samma là bạn rồi, mà chữ Sarathi lại là người phu xe. Như vậy Samma Sarathi là này bạn phu xe. Papachito là sự xuất gia, và chữ Sathu này là làm thay, và Nama là có nghĩa là như vậy. Tốt đẹp thay, này bạn phu xe là sự được xuất gia. Như vậy là tới đây là mình đã xong mục 10.2. Thôi bây giờ là mình nghỉ ở đây đi ha. Để ngày hôm ngày mai đó mình học tiếp nguyên cái phần 10.3 luôn. Đó là từ ngữ và thành ngữ khó. Cái này gần giống như là một cái dạng glossary, một cái dạng từ, những cái từ mà mình thêm vào đó, những cái phần từ vựng á mà cho thêm những cái từ mà mình những cái cụm từ, những cái từ ngữ thành ngữ mà nhiều khi đó mình gặp bắt gặp quen nhiều lần là nó trở thành thành ngữ. Thì phần này mình sẽ để ngày mai học ha, hôm nay dừng lại ở đây. Như vậy là ngày mai sẽ là bắt đầu từ trang 480 ha. Và để xem thử hết là trang nào. Hết là trang 520. Như vậy là còn tới 40 trang. Rồi, từ từ là mình từ từ mình sẽ học ha. Rồi hôm nay dừng lại ở đây. Xin chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Trà ạ.